một bên đò có con đường đá đỏ về quê hương. Tuy không xa thành phố nhưng thuộc vùng ngoại ô, anh chẳng thay đèn đường. Từ cánh đồng ruộng nay rừng ấp xây làng, từ mái nhà đơn sơ nay thành hai dãy phố. Chắc em còn nhớ những buổi chiều xa xưa, tan trường trời đổ các bác. Vừa rồi thì là các bác được nghe qua cái chất âm đến từ cái bộ Onkyo, còn hai là LMX. Đấy, thì hôm nay em lên cái bộ này thì để cho bác nào mà đang có nhu cầu về những cái dàn mini của lô điện hàng của Nhật để nghe nhạc. Đấy, thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em hoặc có thể đặt hàng online. Đấy, nếu bác nào mà đến trực tiếp cửa hàng em thì cứ gọi trước cho em nhé, tại vì là nhiều bác lần trước ấy cứ qua trực tiếp nhưng mà không gọi, thế lúc mà hàng cái bộ dàn này này, ví dụ như này, nếu mà các bác mà qua trực tiếp ý, các bác có thể là ví dụ không lấy bộ này ok thì có thể là tham khảo bộ khác cũng được. Đấy, nhưng mà một số bác lại là, tức là anh phải lấy đúng bộ video mà trong khi đó các bác lại không gọi cho em trước, mà em quay lên có 5-10 phút là có khách người ta đã chốt xong rồi, thế mà các bác lại bắt em là phải đúng cái bộ trên video, thì thực sự bác là nhiều khi nó hơi khó cho nhà em. Đấy, thì có mấy bác khách lần trước là như vậy, xong lại là làm ăn cái gì à? Không muốn bán hàng. Đấy, bác bảo em như thế, có hàng mà không muốn bán à? Được các kiểu. Rồi nói chung là kiểu như là nhà em đi lừa hay sao. Nói thật các bác, chị em mà có 10 bộ em bán hết, kể cả 100 bộ em cũng muốn bán hết. Chứ mua hàng để làm gì? Hàng đi buôn hàng là để hàng giữ trong nhà để làm gì, đúng không các bác? Cái quan trọng là các bác qua không gọi trước thì nhà em là nhiều khi thật các bác là có đúng 3, thậm chí có những video 3 phút là đã có khách hàng vừa xem cái đã chốt xong rồi. 5 phút, 10 phút nó là chuyện bình thường. Đấy, thế là các phải thông cảm cho em đấy, chứ không phải là anh em là quay lên xong là lại giấu đi không bán đâu. Thế thì cô mà chết, đúng không ạ? Đi thuê cửa hàng 1 tháng 30 triệu, cái cửa hàng này anh em thuê cả tháng 30 triệu, tính ra 1 triệu một ngày. Đấy, chưa kể tiền điện nước, đấy tiền nguyên tiền nhà nhá, chưa kể tiền điện nước rồi nhân viên này nọ thứ. Đấy, các bác tính xem. Thế mà để bán hàng này bảo là giấu đi thì có mà chết, đúng không ạ? Tặc lưỡi hai ngày là đi toi 2 triệu rồi. Đấy, thế mà không bán được gì là đi toi 2 triệu. Thế mà đi găm hàng thì có mà chết là, đúng không ạ? Đấy, thì các bác phải thông cảm như vậy chứ. Chứ hàng có thì em chẳng muốn bán này là gì. Đấy, hôm qua thế hai bác khách qua cái bộ mà Onkyo X7 đi các bác, X7 mà em ghép với nó X7A ấy. Cũng qua xong là check và là vừa mới làm gì mà được lừa tiếng mà đã bán rồi cơ ý. Cái này thế này thế nọ các kiểu, các bác tức coi đi về. Chả hiểu các bác đang cái gì mà dàn các bác ăn thật các bác nhà em không? Cửa hàng 150m² ở đây rộng hai bên này, nhà em cửa hàng hai bên này 150m². Đấy, chưa kể một cửa hàng bên dưới này nữa. Đấy, hàng nhà em thiếu gì đâu, kho nhà em cái nhà này 3 tầng, 150m² một sàn nhân 3 tầng, các bác nhân lên hàng ở hai tầng, tầng trên thì em để hàng kho, còn tầng trên cùng thì em để xốp để đóng hàng cho các bác. Đấy, đấy là có biết rồi, hàng em chuẩn đi kinh khủng, nào mà shop thì em để nguyên một tầng chỉ để shop. Đấy, nói thì bảo nói phét các bác, không nào có khi em làm cái video em quay cho các bác xem cái shop nhà em để từ ngoài hành lang vào tận trong nhà luôn, hết nguyên một cái tầng 3. Đấy, chứ không phải là vớ vẩn đâu, đóng hàng cho các bác là đều phải đóng shop. Đấy, sáng nay vừa chuyển một phát gần chục đơn đi xong. Đấy, xong các bác khách bác đặt con lông màu 10, xong bác đặt tiếp con 06A lại phải chuyển gấp đi tiếp. Đấy, các bác cứ tưởng như nhà em là dễ dàng bán được một sản phẩm lắm. Đấy, thì em cũng chia sẻ qua một chút như vậy. Còn ví dụ bác nào mà qua thì qua nhà em trực tiếp thì có thể alo trước cho em nhé. Nó chỉ mất vài giây các bác hỏi xem là còn hàng hay không.
đấy, ví dụ là không lấy bộ này thì các bác lấy bộ khác, quan trọng gì đâu. Đấy, đây hình thức từ qua nhìn qua này, khi cùng quà các bác quà ba đến ba gắt như là mắm tôm các bạn. Như sáng nay em này phải quay bù lên một bộ vẫn để giá cũ đấy, chiều lòng các bác luôn đấy, giá là hơn nhưng mà thôi thì vẫn để bộ cũ đấy giá đấy. Vâng, đấy thì đây là con N3X con nhá. Đấy, công suất là 70 trở kháng 5 ôm này. Đấy, cục của đây. Đấy. Kết nối với điện thoại FM, con này có cái FM 18 sao ấy. Súp được off out này, bác là thích cắm thêm súp được cắm vào đấy. Bộ này thì em bán chỉ bán điện thoại thôi nhá, tại vì là cái CD con này thì em có thử thì cơ ra vào thì ngon nhưng mà mắt thì hơi kém. Đấy. Nói chung là em bán con này là không CD không MD. Chỉ bán phát nhạc qua điện thoại nhá. Đấy, các bác nào thích nghe FM thì có cái FM 18 này. Đấy thì giá con này thì đây con này có cả chỉnh bass theo các bác nhá. Có cả chế độ chỉnh bass theo trực tiếp trên màn máy này, rất là tiện về chế độ S-Bass. Vâng, thế thì thôi bộ này thì con này thì đáng nghe lẽ ra CD của nó thì rơi khoảng là 2 triệu mốt mà thôi. Con này bán không CD nhá, là thì tính các bác là 1.680.000. Đấy, 1.680. Em thật các bác 1.680 các bác ra ngoài về siêu thị nha, điện máy xanh là tất cả các hãng. Bây giờ mua một bộ dàn vi tính cũng rơi khoảng 2 triệu. Mà em thật 2 triệu nhìn nó dại lắm. Mua bộ vi tính nhìn 2 triệu nhìn nó cứ kiểu dại dại kiểu gì, bởi vì loa nó vỏ nhựa. Chẳng qua nó có thêm con súp thôi thì nó đánh lừa tai mình thì nghe nó cảm giác nó có tiếng trầm, chứ còn nếu mà để thực tế mà nghe chi tiết thì nó không bằng dòng này. Bởi vì bát của con này nhá, nó là bát được bọc giảm nhiễu từ kép. Đấy. Còn tép của nó lại dòng chép dom, dòng tép từ kép nhưng mà lại chất rom nữa, tiếng rất sáng và đánh nó mượt. Và hình thức thì nó là loa vỏ gỗ, nhìn nó sang hơn nhiều các bác ạ. Đấy, cùng cái tầm giá nhưng mà nhìn nó sang hơn nhiều và chất lượng nghe hay hơn nhiều, chỉnh bắt tép các kiểu. Đấy, đấy thì giá là 1.680 đấy, thì dòng này là dòng bát 12 các bác nhé. Đấy thì bác là chốt bộ này thì alo luôn cho em nhé. Nào, sau đây em sẽ lên bản nhạc các bác nghe thử này. Keeps the bees safe if they fall into the water. With the solar beehive. Thôi xin đừng thương hại dùm tôi, không cần thương hại người ơi, vì tôi chán phân son cuộc đời. Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gan mời, vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi. Khi ân tình đang thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đêm tình sáng sẽ đi rồi, mình không hơn chỉ cánh bèo. Mọi thông tin thì ghi lên là trực tiếp cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy, hoặc các bác có thể qua trực tiếp nhà qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Vâng, sau đây em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào các bác nhá.